trong khuôn khổ chuyến thăm của tàu sân bay USS Carl Vinson đến Việt Nam. Ngày 7/3, ban nhạc hạm đội 7 của Hải quân Mỹ đã có buổi giao lưu đầy cảm động, đậm tình yêu thương và sự đồng cảm với các trẻ em bị nhiễm chất độc da cam ở trung tâm bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh TP Đà Nẵng tại xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng. Tại đây, các thành viên của ban nhạc đã hòa mình cùng thế giới riêng biệt của các trẻ em không may bị phơi nhiễm chất độc màu da cam. Cả đoàn văn nghệ thủy thủ Mỹ và các cô bé cậu bé của trung tâm đã cùng nhau thể hiện các ca khúc tiếng Việt và tiếng Anh. Reuters trên kham những người lính hải quân Mỹ trên tàu sân bay USS Carl Vinson chơi với trẻ em bị nhiễm chất độc da cam ở trung tâm bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh thành phố Đà Nẵng. Nữ binh sĩ Emily Kersa lại một lần nữa gây phấn khích và thích thú khi cùng ban nhạc thể hiện trọn vẹn ca khúc Nối vòng tay lớn của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Reuters trên kham ban nhạc hạm đội 7 của Hải quân Mỹ trên tàu sân bay USS Carl Vinson ở trung tâm bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh thành phố Đà Nẵng. Xuyên suốt chuyến thăm, các thủy thủ của tàu sân bay USS Carl Vinson đã tận tình hỏi chuyện, chụp ảnh chung và tham gia các trò chơi với trẻ em da cam tại trung tâm. Reuters trên kham những người lính hải quân Mỹ trên tàu sân bay USS Carl Vinson học làm nhang trẻ em bị nhiễm chất độc da cam ở trung tâm bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh thành phố Đà Nẵng. Đây có lẽ là kỷ niệm vô cùng đáng nhớ, xúc động trong cuộc đời làm thủy thủ của những người lính Mỹ. Reuters trên kham thủy thủ tàu sân bay USS Carl Vinson chơi với trẻ em bị nhiễm chất độc da cam ở trung tâm bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh thành phố Đà Nẵng. Cần nhấn mạnh rằng, bối cảnh của chuyến thăm là quan hệ hai nước đã có bước tiến lịch sử khi nâng lên đối tác toàn diện vào năm 2013, và trong 2 năm liên tục 2016-2017, hai Tổng thống Mỹ thăm chính thức Việt Nam. Tàu Mỹ đến lần này thể hiện mong muốn tăng cường hòa bình, ổn định và cam kết về an ninh khu vực. Vì vậy lính thủy Mỹ sẽ được người Việt Nam đón tiếp khi họ đặt chân lên thành phố Đà Nẵng.